lúc này đang ta đâu xuất bình quá. Mình đang chút gì dưới nữa. Đêm thôi, vì một không nữa.
Thank you.
Thank you.
Phải nổ quýnh 7 trận. Yeah!
cái này ghê để như này đánh đánh bốn công là không có chuyện. Chị lâu rồi chứ. Bây giờ chứ gì nữa. Mất tiền nó hết. Chị tàu không hiểu. Chị không hiểu rồi đúng. Back in your seat.
about it. Thằng này nó gửi đi Ukraine rồi. Cái quà đầu buồn cho Mỹ hay sao? Hay không? Hay đi di dân qua Mỹ luôn rồi. Chắc vậy đó. Di dân qua Mỹ. Tại vì thấy nó đánh cách đi có mấy tháng rồi. Con dài rồi. Vậy đi di dân qua Mỹ. Tại vì chưa đã được đi di dân. Để nói về cái vòn này, ok, là sẽ có tiền cái tình tiêu sử này không? Tụi này chiếc tàu nó do chắc tàu nó Phi ly thì tàu rồi. Thằng này có thể là chắc là tỷ của đôi cô chú hồi xưa rồi. Tụi này mà đội bi hay gì rồi. Thì cái ly nó qua gì thằng tàu nghĩ. Được rồi. Mình nói em. 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 Ồ, nó chỉ được. Nó 4 mấy. Ồ, vậy hả? Nó 4 rồi hả? Ồ, vậy hả? Ồ, như vậy thì nâu á. Ồ, như vậy thì tôi sao được một cửa. 4 mấy rồi. Oh.
đánh lắm mà. Hiểu rồi. Nhưng mà trong đó cũng đâu có hỏi. Bây giờ cứ khó rồi. Tâm lý thì đúng rồi. Cái tâm lý thế bao Oh!
Thank you.
Bye.